Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả một bộ truyện thuộc thể loại hệ thống xuyên không rất hay mang tên Lấy vợ 3 năm, chỉ khi cô ấy rời đi, tôi mới biết bản thân yêu vợ đến nhường nào. Câu chuyện kể về cuộc hôn nhân của chàng tổng tài nghiêm sâm và cô vợ Tống Chỉ Ninh. Câu chuyện được tóm tắt như sau. Sau khi tôi bị sát hại, linh hồn tôi bay về bên chồng tôi nghiêm sâm tôi nghe thấy anh em tốt của hắn hỏi anh sâm anh định khi nào thì ly hôn với tống chỉ ninh cũng đã ba năm rồi anh sẽ không thật sự thích cô ta không nỡ ly hôn đấy chứ nghiêm sâm thở ơ nghịch bật lửa trong tay thích cô ta sao sao có thể cậu sẽ thích một người phụ nữ ham hư vinh tính kế cậu sao tôi đứng bên cạnh hắn nghe hắn nói những lời này nhưng hình như tôi không buồn chút nào cả tôi nghĩ có lẽ vì tôi chết rồi nên tôi không còn cảm xúc nữa, nhưng tại sao người đàn ông từng nói không thích tôi này, sau khi biết tôi chết lại quỳ trước mộ của tôi mà cầu xin tôi tha thứ cho hắn. Hắn thậm chí còn muốn tự sát để làm bẩn đường xuống hoàng tuyền của tôi nữa. Và để biết câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay sau đây, Phương Thúy xin kính mời quý vị khán thính giả cùng đến với bộ truyện mang tên Lấy vợ 3 năm, chỉ sau khi cô ấy rời đi, tôi mới biết tôi yêu vợ đến nhường nào qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe điểm hộ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi bị một cây gậy đập vào đầu. Khi tỉnh dậy, đã thấy mình đang ở dưới hồ. Tay chân thì bị trói, sau lưng còn buộc một tảng đá lớn. Tôi muốn cởi sợi dây ra, nhưng lại phát hiện không thể chạm được vào cơ thể mình. Chỉ có thể ở đó, trơ mắt nhìn cơ thể mình dần dần chìm vào đáy hồ sâu mà không thể làm được gì. Ngày sau đó, tôi đến một câu lạc bộ và nhìn thấy nghiêm sâm. Vừa là chồng tôi, vừa là người đã đóng sầm cửa bỏ đi ngay sau khi tỏ tiếng cãi nhau với vợ mình. Tôi hét to ở bên tai hắn. Nghiêm sâm, anh mau đem xác tôi vớt lên. Tôi không muốn bị cá ăn đâu. Đáng tiếc, là có hết đến khàn cả cổ thì anh ta vẫn không nghe thấy. Tôi thấy anh ta cầm điện thoại lên, nhìn vài cái, sau đó ném qua một bên. Anh em tốt của nghiêm sâm hỏi anh ta, sâm ca, anh tính khi nào thì ly hôn với tống chỉ ninh đây? Đã ba năm rồi, không lẽ anh thực sự thích cô ta nên không nỡ ly hôn? nghiêm sâm không chút để ý nghịch chiếc bật lửa trong tay. <laughs> thích cô ta sao? Sao có thể chứ? Cậu sẽ thích một nữ nhân ham hư vinh. Thích tính kế người khác sao? Tôi bất lực nhìn anh ta. Tôi không hề có âm mưu tính kế anh ta. Nhìn bàn tay đang dần trong suốt của tôi. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Bởi anh ta thích nghĩ gì thì nghĩ. Dù sao, tôi cũng đã chết rồi. Cánh cửa mở ra. rằng Minh Châu vừa bước vào đã đi thẳng về phía nghiêm sâm. Cô ta ôm chặt nghiêm sâm mà nói. Sâm ca, em trở về rồi. Anh có nhớ em không? Nghiêm sâm kéo cô ta ra. Em còn dám trở về sao? Sao không chết ở bên ngoài luôn đi? Thế nhưng khi nói những lời này, tôi nhìn thấy khóe mắt anh ta đã đỏ hoe. Giang Minh Châu trực tiếp hôn lên môi anh ta. Nghiêm sầm muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng thì vẫn nhượng bộ. Đôi cha nam tiện nữ này trao cho nhau một nụ hôn lưỡi say đắm trước mặt tất cả bạn bè của họ. Tôi không khỏi cười lạnh. Nghiêm sầm thật sự không có ý gì. Nếu thật sự muốn đẩy Giang Minh Châu ra, thì cô ta đã sớm bị vứt sang một bên làm sao còn có thể hôn hắn. Cặp đôi uyên ương cặn bã này, nếu đã yêu nhau đến như vậy, thì lẽ ra lúc trước nên khóa chặt với nhau, đừng có dây dưa đến tôi. Bạn bè của nghiêm sâm đều coi thường tôi. Trong mắt họ, tôi chỉ là một tiểu tam trơ chẽn đã cướp đi bạn trai của Giang Minh Châu mà thôi. Tuy nhiên, bọn họ dường như cố tình quên lúc trước khi nghiêm sâm xảy ra tai nạn. Bác sĩ đã nói hắn có khả năng trở thành người thực vật. Khi đó, ngay lập tức Giang Minh Châu chọn đi du học, còn tôi chỉ là kẻ xui xẻo được nhà họ Yến chọn làm người thay thế mà thôi. Tuy nhiên, bi kịch xui xẻo lớn nhất đời tôi là yêu phải cái tên trăn nam cặn bã Nghiêm Sâm này. Tôi nhìn Nghiêm Sâm ôm Giang Minh Châu rời khỏi quán bar, liền đi thẳng đến khách sạn. Tôi không muốn xem bọn họ ân ái, nhưng tôi không thể rời khỏi Nghiêm Sâm được, nên chỉ có thể bắt buộc nhìn bọn họ hôn nhau từ cửa đến mép giường. Đến bước cuối cùng kia, nghiêm sâm đột nhiên dừng lại. Giang Minh Châu khó hiểu nhìn nghiêm sâm. Sâm ca, sao vậy? Anh không muốn em ư? Trong mắt của nghiêm sâm tất cả đều là dục vọng. Những giọt mồ hôi lăn dọc theo sườn mặt nhỏ giọt xuống ga giường. Anh ta ngồi ở một bên, trầm điếu thuốc, nói lời an ủi. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh đã kết hôn rồi. Anh không muốn em làm tình nhân, mà em biết đấy. Điều anh ghét nhất chính là Tiểu Tam. Khi mẹ của Nghiêm Sâm vừa sinh anh ta, bà ta phát hiện ra rằng tính nhân của cha hắn cũng đang mang thai, vì thế mẹ của anh ta bị trầm cảm nặng và càng căm ghét Nghiêm Sâm hơn, vì anh ta trông rất giống cha của mình. Từ nhỏ, Nghiêm Sâm đã bị mẹ ghét bỏ nên từ đó sinh ra chán ghét Tiểu Tam. Tôi nhìn Nghiêm Sâm một cách ghê tởm, một kẻ đạo đức giả, hiện tại hắn cùng cha hắn có cái gì khác nhau chứ? ngoại tình tư tưởng thì vẫn là ngoại tình mà tôi theo nghiêm sâm về nhà khi anh ta bước vào thì phát hiện biệt thự hoàn toàn tối om trước đây dù muộn thế nào thì tôi cũng sẽ đợi ở phòng khách ngoan ngoãn hỏi anh có đói không anh ta bật đèn lên bước vào phòng ngủ nhưng vẫn không thấy bóng dáng tôi đâu anh ta liền mở điện thoại lên và gửi tin nhắn cho tôi tống chỉ ninh cô đi đâu vậy sao không ở nhà Mười phút sau không thấy tôi trả lời, anh ta lại nhắn thêm một tin nữa. Nếu như không xuất hiện trước mặt tôi, trong vòng nửa tiếng, tôi sẽ ly hôn với cô. Lúc trước, mỗi khi anh ta gửi tin nhắn cho tôi, dù có đang làm gì, thì tôi cũng trả lời ngay lập tức. Điều tôi sợ nhất là nghe anh ta nói đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên, hiện tại, chiêu thức đặc biệt này đã vô dụng. Nghiêm sầm có vẻ rất kích động, nên lại gọi điện thoại cho tôi nhưng không ai trả lời liền tức giận mà ném điện thoại vào tường lúc nửa đêm nghiêm sâm tỉnh dậy theo bản năng nói tống chỉ ninh tôi đói rồi nấu cho tôi một bát mì đi nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có người dậy anh ta liền bật đèn lên nhìn thấy bên cạnh trống không thì mới nhớ ra tôi không có ở nhà anh ta trực tiếp tắt đèn rồi lại nằm xuống nếu bữa tối nghiêm sâm không ăn nhiều thì nửa đêm hay bị đói Lúc đó tôi sẽ chủ động xuống bếp nấu mì cho anh ta. Đáng tiếc, đừng nói là nấu mì, bây giờ đến cả cốc nước cũng không có ai rót cho anh ta hết. Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Sâm thức dậy, theo thói quen với tay tới bàn bên cạnh, nhưng cảm thấy trống rỗng. Mở mắt ra, nhìn thì thấy không có cốc nước ấm mỗi sáng hay đặt ở đó. Khi tìm quần áo, anh ta không thể tìm được một bộ đồ mình muốn. Nghiêm Sâm lại gọi cho tôi nhưng vẫn không có ai trả lời cuối cùng anh ta cười lạnh nói tống chỉ ninh nếu cô có bản lĩnh thì cô đừng bao giờ quay lại đây nghiêm sâm mang theo đầy sự tức giận đến công ty khi thấy trợ lý thì lời đầu tiên là nói dừng mọi hợp tác với nhà họ tống trợ lý mặc dù thấy khó hiểu nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh vào ngày thứ ba sau khi tôi chết bố tôi đến gặp nghiêm sâm đối với tôi thì luôn coi thường ra lệnh nhưng trước mặt nghiêm sâm thì lại ngoan ngoãn như là cháu trai vậy nghiêm sâm chuyện hợp tác giữa hai công ty chúng ta có vấn đề gì sao nghe nói cậu đã tạm ngừng là chỉ ninh khiến cậu không vui sao nếu thực sự là do con bé đấy thì cứ đánh nó là được rồi tại sao lại ngừng hợp tác tôi cảm thấy buồn cho chính bản thân mình bố thì bảo người khác cứ ra tay với tôi chồng tôi thì lừa dối tôi về mặt tình cảm nghiêm sâm lạnh lùng nhìn bố tôi nếu ông đưa chị Ninh về nhà, tôi lại hợp tác với ông. <laughs> Hóa ra đây là thỏa thuận. Đáng tiếc, nghiêm sâm, anh sai rồi. Nếu tôi thực sự quay về nhà bố mẹ tôi, không cần anh ép buộc, bố tôi cũng sẽ trói tôi lại và đuổi về. Bố tôi nghe xong cao mày nói, chị Ninh không hề về nhà. Nhưng nghiêm sâm hoàn toàn không tin. Nếu tối nay về nhà, tôi không nhìn thấy Tống chỉ Ninh, thì việc hợp tác giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Nói xong, liền kêu người tiễn bố tôi ra khỏi công ty. Vương Hạo từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy nghiêm sâm như vậy thì liền hỏi. Sao vậy? Sáng sớm, sao lại tức giận như thế? Nghiêm sâm kéo mạnh cà vạt, tỏ vẻ khó chịu. Tống chỉ ninh, không biết đang làm cái quái gì nữa. Đã ba ngày rồi, cô ta không về nhà. Vương Hạo thản nhiên ngồi xuống. Nghe nghiêm sâm nói vậy thì không khỏi cười lạnh. Tống chỉ ninh bỏ nhà đi sao? Cô ta không nghĩ tới chuyện sau khi bỏ nhà ra đi, thì anh sẽ đi tìm cô ta có phải không nhất thời sắc mặt của nghiêm sâm tối dầm lại bởi vì quả thực anh ta đang tìm tôi vương hạo lại nói nghiêm sâm nghe tôi cậu căn bản không cần phải tìm ai cũng biết tống chỉ ninh yêu cậu đến chết đi sống lại cô ta làm thế chỉ để thu hút sự chú ý của cậu thôi có thể buổi tối sẽ tự động quay về nghiêm sâm liếc nhìn vương hạo mới sáng sớm cậu làm gì ở đây vương hạo nhún vai Tôi bị kéo đến đây, Minh Châu kêu tôi tới. Cô ấy muốn làm trợ lý cho cậu, nhưng sợ cậu không đồng ý nên kêu tôi tới thuyết phục. Mà thật ra thì cũng không cần phải làm vậy đâu, một khi cô ấy mở lời, cậu có thể không đồng ý sao? Nghiêm Sâm là một người có nguyên tắc, nhưng trước mặt Giang Minh Châu, những nguyên tắc của anh ta đều bằng không. Giang Minh Châu tinh nghịch từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm bữa sáng. Anh Sâm, em cố tình mua thứ này từ cửa hàng anh thích, mau đến thử đi. Tôi xem qua, quả thật trước đây nghiêm sâm rất thích ăn món này. Nhưng sau nửa năm cưới tôi, anh ta không còn ăn bữa sáng ở cửa hàng này nữa. Vì mỗi buổi sáng tôi đều dậy sớm để cố gắng làm một bữa sáng thật ngon cho anh ta. Nghiêm sâm cắn vài miếng rồi đặt sang một bên. Giang Minh Châu nhìn thấy thế, hai mắt cô ta có chút đỏ lên. Anh sâm anh không muốn ăn đồ em mua sao? Nghiêm sâm lau nước mắt cho cô ta. Đừng suy nghĩ nhiều, sáng nay anh đã ăn rồi nói dối mấy ngày nay anh ta chưa ăn sáng vương hảo ở bên cạnh chua chát nói này hai người có thể thương cho cầu độc thân này được không mới sáng sớm bữa sáng có sẵn còn chưa kịp ăn đã phải ăn cơm chó trước giang minh châu mỉm cười đôi mắt còn ngấn lệ vùi mặt vào ngực của nghiêm sâm để ngăn vương hảo trêu chọc cô ta ôm người đẹp trong lòng nghiêm sâm có vẻ không vui vẻ cho lắm tôi nói này sâm ca minh châu đã trở về rồi khi nào thì cậu mới ly hôn với Tống Chỉ Ninh đây? Cậu thực sự không định cho Minh Châu một danh phận để đi với cậu hả? Anh em chúng tôi sẽ không để cho cậu làm vậy đâu. Giang Minh Châu là cô gái trẻ nhất và duy nhất trong nhóm của họ. Tất cả đều coi cô ta như viên ngọc quý trong lòng bàn tay. Thế nên họ không muốn để cô ta phải chịu đau khổ. Anh ta nói như thể một người vợ hợp pháp là tôi đã trở thành tiểu tam phá hỏng mối quan hệ của họ nghiêm sầm nhướng mày không kiên nhẫn chờ tống chỉ ninh trở về rồi nói tiếp sau đó anh ta buông giang minh châu ra bảo họ đợi ở đây anh còn có một cuộc họp này cậu biết gì chưa hôm nay tôi nghe nói một thi thể nữ được vớt lên từ đáy biển ở công viên tân thành còn nghe nói hầu hết toàn bộ thi thể đã bị cá ăn hết rồi ngày hôm đó một người bạn của tôi có mặt ở tại hiện trường nói người cô ấy bị trói vào một hòn đá thật là đáng thương mà Tôi lướt qua để xem điện thoại di động của bọn họ. Mặc dù bức ảnh được làm mờ, nhưng nhìn thoáng qua tôi cũng có thể biết đó là thi thể của tôi. Tôi đi theo Nghiêm Sầm mấy ngày nay nên không biết thi thể mình có bị ăn mất hay không. Nghiêm Sầm đi ngang qua, thì nghe thấy mấy nhân viên đang thảo luận những vấn đề không liên quan đến công việc. Bình thường, anh ta có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng bây giờ anh ta đang cực kỳ khó chịu nên nói với họ. Mấy người có vẻ rảnh nhỉ? đã hoàn thành xong công việc hết chưa? Những nhân viên nghe thấy vậy thì vội trở lại chỗ ngồi của mình, không dám lên tiếng nữa. Rất nhanh, điện thoại di động của Nghiêm Sâm vang lên. Xin chào, đây có phải là số của anh Nghiêm Sâm phải không? Hôm nay chúng tôi đã vớt được một thi thể nữ dưới đáy biển công viên. Sau khi xét nghiệm ADN, thông tin của cô gái đã được so sánh là trùng khớp với thông tin của vợ anh là Tống Chỉ Đinh. Anh có thời gian đến đồn cảnh sát để xác nhận thi thể không? đồng từ của nghiêm sâm đột nhiên giãn ra sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu anh ta nhìn chằm chằm vào điện thoại lạnh lùng nói phương thức lừa đảo của anh quá kém anh ta không nghe đối phương nói gì tiếp mà trực tiếp cúp điện thoại bởi vì cuộc điện thoại này mà dường như nghiêm sâm càng bực bội hơn trong lúc họp thì lơ đãng thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại đột nhiên điện thoại của anh rung lên tôi nhìn thấy tên của bố tôi Hiếm khi còn rể trực tiếp ghi tên bố vợ. Có lẽ trong lòng anh ta tôi chưa bao giờ là một người vợ. Nên bố tôi đương nhiên cũng không xứng đáng làm bố vợ của anh ta. Nghiêm Sâm vội vàng nghe điện thoại. Đi ra khỏi phòng họp mà không giải thích với nhân viên. Tôi đi đến bên cạnh anh ta, nghe bố tôi nói. Nghiêm Sâm, chị Linh... Con bé chết rồi. Chắc chắn là bố tôi không hề khóc và giọng âm cũng không hề thay đổi ngay sau đó ông ấy tiếp tục nói, con xem nếu việc này tính là tìm được chỉ ninh thì việc hợp tác của chúng ta cầm miệng nghiêm sầm đột nhiên lên tiếng tôi có thể nhìn thấy sự tức giận trên mặt anh ta nghiêm sầm rất tức giận lồng ngực của anh ta phập phồng rất nhiều bố tôi hạ giọng cảnh sát không gọi cho con sao nghiêm sầm kéo mạnh cà vạt của mình đây là dối trá tống chỉ ninh sao có thể chết chứ cái tai họa như cô ta Sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được? Tôi ngây người nhìn anh ta, tự biến bản thân thành kẻ ngốc. Ý thức chống lừa đảo rất tốt, tốt đến mức không muốn tin đây là sự thật. Nghiêm sâm, là thật đấy, ta đã đi xem rồi, thật sự là chỉ ninh. Ôi, con bé bị cá ăn thịt đến mức không thể nhận ra nữa, chỉ ninh tội nghiệp của ta. Không cần tận mắt nhìn thì tôi cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của bố tôi xấu xí khó coi đến mức nào các khớp ngón tay của nghiêm sâm đang buông thõng ở một bên đã trở nên trắng bạch vì nắm quá chặt anh ta không nghe bố tôi nói nữa không quan tâm đến những nhân viên đang đợi ở trong phòng họp thậm chí cũng không nhớ đến giang minh châu vẫn đang đợi ở trong văn phòng của anh ta mà vội vàng lao ra ngoài hình như tôi thấy mắt nghiêm sâm đỏ hoe anh ta vì tôi mà khóc sao sau đó tôi lại lắc đầu phủ nhận nghiêm sâm muốn tôi chết đi làm sao có thể vì tôi mà khóc Tôi nghĩ chắc chắn anh ta đã bị gió và bụi làm cay mắt. Trong hầm để xe, Nghiêm Sâm nhanh chóng khởi động xe, dọc đường vượt qua mấy cái đèn đỏ, thật là tội lỗi, chắc điểm của anh ta sẽ bị trừ rất nhiều đây. Khi đến đồn cảnh sát, bố và mẹ kế của tôi đều ở đó, nhìn thấy Nghiêm Sâm, mắt họ sáng lên và đứng dậy đón anh ta. Nghiêm Sâm, cậu tới rồi, con gái của tôi thật đáng thương bố tôi chắc muốn khóc lắm nhưng cảm xúc của ông không đặt đúng chỗ nên không khóc được kỹ năng diễn xuất của mẹ kế tôi thì rất tốt nước mắt đã rơi đầy mặt thật giống như là người bạo hành tôi khi còn nhỏ không phải là bà ta vậy nghiêm sâm không để ý tới bọn họ trực tiếp đi vào tôi là chồng của tống chỉ ninh giọng anh khàn đặc không còn bình tĩnh như trước nữa cảnh sát nhìn anh ta một cái rồi dẫn anh ta vào trong vừa bước vào tôi đã nhìn thấy một thi thể được phủ một tấm vải trắng. Nghiêm sâm đang đi rất nhanh, đột nhiên chậm lại, hình như đang sợ hãi. Nhưng khoảng cách còn lại khá ngắn, dù có đi chậm đến đâu thì anh ta vẫn đến bên thi thể của tôi, run rẩy nhấc tấm vải trắng lên. Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của tôi, anh ta đã khóc. Tôi cũng khóc. Tôi thật sự thích cái đẹp. Thì thoảng có thời gian, tôi sẽ chăm sóc da mặt của mình Tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền cho khuôn mặt của mình, vậy mà giờ đây lại bị cá cắn mất, lộ ra xương trắng. Nếu cảnh sát không nói, thì không ai có thể nhận ra đó là tôi được. Nước mắt của nghiêm sâm rơi xuống mi mắt tôi, kèm theo đó là một âm thanh nghẹn ngào khó có thể bỏ qua. Tôi sừng sốt, đây thật sự là nghiêm sâm sao? Hóa ra ngoại trừ Minh Châu, anh ta cũng có thể khóc vì tôi. Sau khi được bác sĩ pháp y xác định sơ bộ, nạn nhân hẳn đã chết cách đây 3 ngày. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, nhưng chúng tôi lại phát hiện trên đầu nạn nhân lại có rất nhiều dấu vết bị đánh. Bước đầu xác định là do bị giết trước. Cậu có thể cho tôi biết, ba ngày qua cậu đã ở đâu làm những chuyện gì hay không? Nghiêm sầm nhìn thấy thi thể của tôi, sau đó lại bị cảnh sát đưa ra ngoài tra hỏi. Nghe tin tôi chết cách đây ba ngày trước, anh ta khóc càng to hơn. Tôi nhớ lại, ba ngày trước tôi chợt nghe tin giang minh châu sắp về nước trong lòng rất bất an nên lập tức đi tìm khuôn mẫu giấy thỏa thuận ly hôn để in ra xong yêu cầu nghiêm sâm ký tên nghiêm sâm ngờ ngác cầm tấm ảnh mà anh ta và giang minh châu chụp chung thấy tôi bước vào phòng anh ta liền quát lớn ai cho cô vào đây chẳng phải tôi đã nói với cô là không được phép vào đây rồi sao tôi theo bản năng co xuống người lại nhưng đã sắp ly hôn rồi thì tôi cần gì phải sợ anh ta nữa tôi cố lấy hết can đảm đặt tờ giấy ly hôn trước mặt anh ta nghiêm sâm tôi nghe nói người anh thích sắp trở về chúng ta ly hôn đi tôi sẽ từ bỏ vị trí của mình như vậy hai người có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau tôi có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên nghiêm sâm nhìn thấy tờ đơn ly hôn này trên mặt anh ta hiện rõ nét bối rối nhưng rất nhanh anh ta chỉ tỏ ra thái độ chán ghét anh ta nói tống chỉ ninh cô làm như vậy là muốn tất cả mọi người hiểu nhầm minh châu là người bức ép cô sao <laughs> cô thật độc ác lại còn muốn hủy hoại danh tiếng của cô ấy cái gì cơ không phải chứ anh ta nhất định là có bệnh rồi tôi một lòng muốn từ bỏ ở trong mắt anh ta lại là đang hủy hoại thanh danh của giang minh châu tôi không có tôi thật sự muốn ly hôn với anh đã ba năm trôi qua tôi cũng đã rất mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này rồi nhưng anh ta không tin lại còn nói trừ phi cô chết tôi nhất định sẽ không tin cô sau đó như anh ta mong muốn tôi thật sự đã chết tôi nhớ rất rõ nghiêm sầm rời khỏi nhà không lâu tôi đi đến khu vườn nhỏ định hái vài bông hoa cắm lên bàn ăn vừa mới đi vào đã có người dùng gậy đập mạnh vào đầu của tôi đáng tiếc là tôi không thể nhìn thấy kẻ đã đánh tôi khi tỉnh lại thì tôi đã ở dưới đáy hồ rồi. Ba ngày trước, tôi đã cãi nhau với vợ một trận. Sau đó thì tôi lái xe đến quán bar của bạn tôi để uống rượu. Sau đó, Giang Minh Châu xuất hiện. Sau đó bọn họ đến khách sạn, làm tất cả mọi việc trừ bước cuối cùng. Tôi thầm nói ở thêm bên cạnh. Nghiêm sầm đại khái muốn rời khỏi những chuyện anh ta đã làm, giải thích điều gì đó. Lời nói cứ run run. Cậu đã ở trong câu lạc bộ từ lúc đó có đúng không? cảnh sát hỏi bí mắt của nghiêm sâm run rẩy không không có sau đó tôi và một người bạn rời khỏi câu lạc bộ đó là ai đó là mối tình đầu của tôi hai người đã đi đâu khách sạn lộng lẫy nghe thấy nghiêm sâm nói lời này nữ cảnh sát ghi chép lại lộ ra vẻ mặt khinh thường nghiêm sâm cúi đầu tôi không thể nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt anh ta lúc này nhưng dựa vào sự run rẩy của vai anh ta có thể thấy anh ta vẫn đang khóc nghiêm sâm dẫn cảnh sát về nhà trong nhà từ phòng ngủ và phòng vệ sinh tất cả đều được lắp đặt thiết bị giám sát sau khi cảnh sát điều tra theo dõi thì mới biết lời nghiêm sâm nói là sự thật bọn họ cũng nhận thấy rằng sau khi tôi vào vườn hoa thì liền không thấy trở ra nữa cho nên cô ấy là bị người khác sát hại có đúng không trong phòng cưới của hai chúng tôi một nơi giống như cái lồng bị đánh cho bất tỉnh, sau đó tay chân bị trói chặt, tôi chìm xuống đáy biển với những tảng đá cuốn quanh eo, vĩnh viễn từ biệt với thế giới này. Rất có thể. Sau khi cảnh sát nói xong, Nghiêm Sâm trở về phòng, anh ta như cái xác không hồn vậy, hai mắt trống rỗng ngã xuống giường lớn. Sau đó tôi thấy anh ta cuộn tròn như một đứa trẻ và anh ta đã khóc thành tiếng. Tôi không thật sự cảm động chỉ là cảm thấy mỉa mai. Tôi chết rồi, anh ta khóc lóc thì có ích lợi gì chứ? Nghiêm sầm vùi đầu vào gối của tôi. Thật xin lỗi, nếu như ngày đó anh không ra ngoài, có lẽ em sẽ không phải chết. Hóa ra là đang tự trách mình. Quả thực, nếu như anh ta không ra ngoài thì có lẽ người kia sẽ không dám ra tay. Sau khi nhìn vào cơ thể trong suốt, tôi hẳn cũng sẽ không như vậy. Không chỉ đi ra ngoài lại còn cùng mối tình đầu đi vào khách sạn những hành động anh ta làm ngay lúc này chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm di động của nghiêm sâm rung lên là giang minh châu gọi cho hắn đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cúp điện thoại với giang minh châu một lát sau giang minh châu và vương hạo cũng tới mật mã khóa nhà là ngày sinh nhật của giang minh châu nên cô ta dễ dàng vào nhà của tôi và nghiêm sâm Ngựa quen đường cũ, liền tiến tới gần nghiêm sâm, cũng chính là phòng của chúng tôi. Thấy nghiêm sâm như vậy, trong mắt Giang Minh Châu hiện lên dáng vẻ không vui. Bởi vì cô ta biết nghiêm sâm như vậy là vì tôi. Nhưng rất nhanh, cô ta đã truyền sang vẻ mặt lo lắng. Sâm ca, anh không sao chứ? Em nghe nói cô Tống xảy ra chuyện. Em biết chuyện này khiến anh rất đau buồn. Vương Hạo bày tỏ vẻ mặt khinh thường, thậm chí còn có chút vui sướng nói thật tốt khi Tống Chỉ Ninh đã chết. Đúng lúc nhường chỗ cho Minh Châu của chúng ta. Sầm mà ngay cả ông trời cũng đang giúp hai người giải quyết chướng ngại. Cậu cũng không thể để Minh Châu của chúng ta thất vọng được. Tôi biết từ lâu Vương hạo đã thích Giang Minh Châu. Nhưng tôi không ngờ anh ta lại vô liêm sỉ đến thế. Vừa mới biết tôi chết. Liền có thể nói những lời như thế này trong phòng của tôi và nghiêm sâm. Giang Minh Châu thẹn thùng nở nụ cười và nói. Ôi trời, Hạo ca, Cô Tống vừa mới mất, anh đừng có nói những lời như vậy. Giây tiếp theo, Nghiêm Sâm đang vùi mặt dưới gối, đột nhiên ngồi dậy. Nhìn về phía Vương Hạo với ánh mắt như muốn giết anh ta vậy. Sâm à, cậu... Cút! Giang Minh Châu còn chưa nói xong, đã nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Nghiêm Sâm. Lúc này, cô Thành thật kêu lên. Sâm ca, anh đang nói cái gì thế? Vương Hạo nhìn thấy Giang Minh Châu khóc thì liền nhịn không được mà đứng ra bảo vệ cô ta. Sâm ca sao cậu có thể làm như vậy với minh châu cậu không thấy cô ấy đang khóc sao vương hạo vừa mới nói xong nghiêm sầm đã chộp lấy chiếc di động bên cạnh mà ném mạnh xuống đất tôi nói hai người cút khỏi đây cho tôi tất cả đều cút cho tôi đừng có lầm bầm trong phòng của tôi và ninh ninh nữa giang minh châu sửng sốt cả người nước mắt lưng tròng trong mắt tràn đầy vẻ khó tin thấy bọn họ còn ở đây nghiêm sầm trực tiếp cầm cây đèn cầy bên cạnh ném mạnh về phía bọn họ Giang Minh Châu bị dọa cho sợ hãi mà hét to lên. Vương Hạo thấy tình hình không ổn thì vội vàng kéo Giang Minh Châu đi ra ngoài. Tôi đi theo bọn họ ra đến bên ngoài cửa, nghe thấy giọng nói đáng thương của Giang Minh Châu. Hạo ca, không lẽ nghiêm sâm anh ta đã thích tống chỉ ninh? Anh ta không cần em nữa sao? Anh ta thật sự không cần em nữa. Sau đó tôi liền nhìn thấy Giang Minh Châu được Vương Hạo ôm lấy. Cô ta không hề dãy ruộng mà ôm chặt Vương Hạo Vương Hạo vẻ mặt đau lòng, lấy tay lau nước mắt cho cô ta. Minh Châu, em yên tâm đi. Tống Chỉ Ninh đã chết. Nói gì là một người. Cho dù con chó thân thiết ngày đêm của cậu ấy chết đi, nghiêm sầm cũng sẽ đau lòng. Cho nên hiện tại, cậu ấy đau buồn là chuyện bình thường. Nếu như cậu ấy một chút thương tâm cũng không có, thì anh không dám để cậu ấy lấy em làm vợ đâu. Đúng vậy. Lời nói của Vương Hảo giải thích rất rõ ràng. Tại sao nghiêm sâm lại như vậy? một sớm một chiều ở chung lại còn hầu hạ anh ta giống như là bảo mẫu đột nhiên bây giờ biến mất khóc một chút cũng là điều bình thường thôi giang minh châu ngẩng đầu nghẹn ngào hỏi thật vậy sao sâm ca vẫn còn thích em có đúng không vương Hạo cho cô một lời khẳng định chắc nịch giang minh châu nín khóc mỉm cười vậy chúng ta về trước ngày mai lại quay lại thăm sâm ca tôi còn tưởng nếu tôi theo họ ra ngoài thì có thể nghe được tin tức gì đó về kẻ giết người. Theo thường lệ, hai người này rất có thể đã thuê sát thủ giết tôi. Nhưng họ lại không chút bất an gì về chuyện này cả. Tôi cam chịu số phận trở về phòng. Không biết tại sao, nghiêm sâm lại mở tủ quần áo, cầm vài món đồ của tôi ra. Anh ta ôm lấy quần áo của tôi, người như một kẻ điên vậy. Trông thật là kinh tởm. Nghiêm sâm không tắm, cơm cũng không ăn, cứ như vậy mà ôm quần áo của tôi nằm trên giường, cái gì cũng không làm. Ngay cả công ty cũng không muốn quản. Ngoại trừ khi cảnh sát đến và hỏi về tên giết người, thì anh ta chỉ nằm trên giường trong trạng thái bàng hoàng. Đến cả Giang Minh Châu hứa sẽ quay lại vào ngày hôm sau. Đã ba ngày không nhìn thấy bóng dáng của anh ta. Ba ngày nay, nghiêm sâm không ăn, không uống, chỉ nhốt mình trong phòng. Thật sự giống như kẻ si tình đã khiến cho người mình yêu phải chết vậy cánh cửa phòng ngủ đã bị đá văng ra. Sau đó tôi liền thấy mẹ chồng bước vào, bên cạnh còn có hai tên vệ sĩ cao lớn đi theo. Bà tức giận đi về phía nghiêm sâm đang nằm trên giường. Các cậu, kéo cậu chủ lên. Nghiêm sâm ba ngày liền không cạo râu, không tắm rửa, nhìn về phía bà ấy với đôi mắt không một chút cảm xúc. Sau khi vệ sĩ kéo anh ta dậy, mẹ chồng tôi đã tát anh ta hai cái mà không nói một lời nào. Sau đó bà ta mới tiếp tục nói khi con bé còn sống, mỗi ngày con đều ghét bỏ nó. Nay người đã mất, con lại giả vờ thâm tình. Nếu chỉ Ninh nhìn thấy, con bé chỉ cảm thấy ghê tởm thôi. Nếu ngay từ đầu con đối xử tốt với con bé, thì bây giờ đã không xảy ra chuyện như thế này. Nghiêm sâm, nếu con còn là nam nhân, thì ngay lập tức đứng lên. Đừng quên kẻ sát hại chỉ Ninh còn chưa có bắt được. Còn bây giờ chẳng có tư cách gì để khóc lóc ở đây hết. Nghiêm sầm bị đánh cho choáng váng, lời nói cũng lờ mờ. Chắc anh cũng không thể ngờ có một ngày mẹ có thể nói được nhanh như vậy. Tiếp theo, bà lại tát một cái nữa khi nhìn thấy khuôn mặt kia của nghiêm sâm. Còn giống hệt như cha con vậy. Nói cho mẹ biết, con có ở cùng với Giang Minh Châu vào cái ngày mà Chín Ninh bị giết hay không? Nghiêm sâm cúi đầu âm thầm thừa nhận. Con không thấy mình đê tiện lắm sao? Nếu biết con giống cha con ta sẽ không để chỉ ninh dây dưa với kẻ nóng này như con. Nghiêm sầm đột nhiên ngẩng đầu lên. Mẹ, chuyện hôn nhân của con là do mẹ sắp đặt sao? Bà ấy đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Đương nhiên, lúc trước con bị bác sĩ phán đoán sẽ trở thành người thực vật. Mối tình đầu nhảm nhí của con ngày hôm sau đã thu dọn đồ đạc rời đi. Ta nghĩ nên tìm người nào đó chăm sóc con. Sau khi tính toán, ta phát hiện chỉ ninh đối với con một lòng một dạ, thật sự rất xứng đôi. Không phải ban đầu mẹ chọn chị kế của cô ấy sao? Không phải cô ấy có bạn trai yêu nhau đã lâu rồi sao? Cô ấy đã đá bạn trai của mình vì nghèo. Sau khi biết nhà chúng ta giàu có, cô ta đã lừa chị mình, nhân cơ hội mà cướp đoạt cuộc hôn nhân này sao? Tôi hoàn toàn không nói nên lời. Chỉ số thông minh của nghiêm sâm có thực sự ổn không vậy? Mẹ chồng là người thay tôi nói. <laughs> đầu óc của con thật sự có vấn đề có phải không? Con đã điều tra chưa? Người khác nói gì thì con liền tin có đúng không? Đừng nghĩ tới chuyện đó. Lúc đó bác sĩ nói con cả đời cũng không thể tỉnh lại. Con nói chỉ Ninh đang muốn tìm hiểu điều gì về con. Hay đang cố gắng tìm hiểu về kẻ đang sống thực vật như con. Mỗi ngày như thế đều phải chăm sóc con sao? Chỉ là con có vấn đề với chỉ Ninh. Con lại không muốn tìm Giang Minh Châu. Người con thích chính là người như vậy. Cho nên mới đi tin những lời nói thiếu sót của người khác. Giống như con, hiện tại chẳng có tư cách gì mà ngồi khóc hết. Con thật sự xứng với chỉ linh sao? Sau khi nghe xong những lời này, Nghiêm Sâm sắc mặt vốn đã xấu hổ nay lại càng suy sụp, cơ thể gần như bị rút cạn sức lực. Dù sao thì cũng là con ruột của mình, bà ấy dù có oán hận cha của Nghiêm Sâm đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng nhờ tôi chăm sóc anh ta khi anh ta gặp nạn. Tại sao bà ấy không đến để đánh thức anh ta chứ? Trước khi đi, bà ấy có để lại một câu. Ngày mai là tăng lễ của chị Ninh, đi hay không thì tùy con. Sau khi mẹ chồng tôi rời đi, nghiêm sâm cầm một bức ảnh mà anh ta tìm được ở đâu đó, liên tục nói. Thật xin lỗi, xin lỗi em. Cứ như thế, anh ta đột nhiên yêu mến tôi và không ngừng cầu xin tôi tha thứ. Anh ta nhanh chóng tỉnh táo và đứng lên. Đi vào tắm rửa, cạo sâu, ngoại trừ hai vết tát in trên mặt anh ta dường như đã lại trở thành nghiêm tổng vô cùng tàn nhẫn. Anh ta cứ thế tùy tiện ăn chút gì đó rồi lái xe đi đến nhà bố tôi. Sau khi vào nhà, bố tôi, bọn họ một nhà ba người đều vô cùng hào hứng, nhiệt tình tiếp đãi nghiêm sâm. Nghiêm sâm, hôm nay còn tới đây là muốn thương lượng với ta chuyện hợp tác sao? Nghiêm sâm không nhìn bố tôi mà lại nhìn chằm chằm vào em gái kế của tôi là Tống Chỉ Lan Tống chỉ Lan bị anh ta nhìn cho đến phấn khích vui vẻ trong bụng. Dù đã thoa một lớp phấn dày thế kia, cũng không thể ngăn được vẻ mặt phấn khích. Sâm ca, sao anh lại nhìn em như vậy? Lúc trước, cô nói chị cô vì không thích nghèo hèn, lại mê giàu sang, nên mới cướp đi hôn sự của cô có đúng không? Tống chỉ lan trên mặt hiện rõ vẻ luống cuống. Sâm, Sâm ca, sao đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện này? Bố và mẹ kế tôi nhìn nhau, phát hiện nghiêm sâm đến đây lại chẳng có gì tốt lành cả nghiêm sâm lúc trước chỉ ninh cũng là nhất thời hồ đồ nên mới làm ra loại chuyện này này còn bé đã đi rồi còn có thể đừng truy cứu được không giữa tôi và em gái trong lúc này bố tôi lại một lần nữa đứng về phía tống chỉ lan cho dù tôi có chết thì ông cũng muốn bôi nhọ thanh danh của tôi mẹ kế tôi cũng hùa theo đúng vậy không còn ai ở đây nữa tống chỉ lan như tìm được chỗ dựa đúng vậy, sâm ca, em biết chị ấy làm như vậy là không đúng. để đền bù, em có thể thay chị gả cho anh, coi như là chuộc lại lỗi lầm. Nhiềm sâm đột nhiên đứng lên, nắm lấy cầm của tống chỉ lan, giọng nói lạnh lùng. cô muốn gả cho tôi sao? tống chỉ lan nghĩ mình đã có cơ hội. đúng vậy, sâm ca, em từ nhỏ đã rất thích anh. nếu không phải chị ấy, gả cho tôi, cô xứng sao? vợ của tôi chỉ có duy nhất là tống chỉ ninh. cô nghĩ mình là ai chứ? nụ cười trên khuôn mặt của ba người bọn họ đột nhiên đông cứng lại anh ta quay đầu về phía bố tôi phòng của tống chỉ ninh ở đâu bố tôi ấp úng nói không nên lời nơi này sớm đã không còn chỗ cho tôi sau khi mẹ kế vào nhà phòng của tôi đã bị tống chỉ lan lấy đi trong nhà có rất nhiều phòng mẹ kế đã sắp xếp cho tôi ở căn phòng chứa đồ nói bố tôi bị dọa cho hoàng sợ phòng chỉ ninh phòng chỉ ninh Phòng chỉ ninh đã được dùng để làm nhà kho chứa đồ rồi. Sau khi con bé kết hôn, trong nhà có rất nhiều đồ đạc, không thể bỏ xuống được. Nhìn thấy ánh mắt của nghiêm sâm ngày càng lạnh lùng, mẹ kế không thể nói nên lời. Nghiêm sâm lấy món đồ cuối cùng của tôi trong căn nhà này ra khỏi phòng chứa đồ. Anh ta gọi trợ lý của mình đến trước mặt bố tôi và nói. Dừng mọi hợp tác với Tông Gia, đem chuyện này công bố ra ngoài, nói xong anh ta khởi động xe rời đi mà kệ bố tôi ở đằng sau gào thép khi mẹ tôi còn ở đây công ty của gia đình đều do bà quản lý nhưng sau khi mẹ mất thì công ty liền tụt dốc không phanh lúc mẹ chồng đến tìm tôi bố tôi liền yêu cầu tôi nhảy vào cái hố lửa này bởi vì với nguồn tài chính của nhà họ nghiêm chỉ cần tùy tiện vung tay một chút tiền cũng đủ cho họ sống cả đời nghiêm sâm cắt đứt quan hệ hợp tác với nhà họ tống bảo người tung tin ra ngoài đồng nghĩa với việc tuyên bố muốn cho nhà họ tống phá sản không ai được phép can thiệp vào sau khi về nhà nghiêm sâm hôn lên ảnh của tôi ninh ninh anh đã mang hết đồ đạc của em về rồi chẳng bao lâu nữa nhà họ tống sẽ không còn gì nữa em có vui không nếu vui thì hãy vào trong giấc mơ của anh để anh gặp em được không tôi trợn mắt nói không không nói đến việc tôi không biết cách vào trong giấc mơ, mà dù có biết thì tôi cũng sẽ không muốn nói chuyện với anh ta. Tôi không có bạn bè, không có người nhà yêu thương. Tang lễ này rất nhanh sẽ kết thúc. Ngày hôm sau, nghiêm sầm có mặt tại tang lễ của tôi. Tống gia muốn vào thì liền bị anh ta đuổi ra ngoài. Chỉ đinh, nghiêm sầm quỷ trước di ảnh của tôi mắt đỏ hoe. Khi nghiêm sầm bước ra thì bắt gặp Giang Minh Châu và Vương Hạo đang đợi bên ngoài. Sâm ca, Sao anh không cho em vào thắp hương? Giang Minh Châu vừa bị chặn lại nên cảm thấy rất mất mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta bị đối xử như vậy. Vương Hạo bảo vệ cho Minh Châu cũng đứng ra phàn nàn. Nghiêm sâm, dạo này anh xảy ra chuyện gì vậy? Dường như từ khi Tống chỉ ninh mất, anh liền thay đổi vậy. Tôi biết anh làm như thế để che mắt mọi người. Nhưng trước mặt chúng tôi không cần phải thế đâu. Suýt chút nữa, Giang Minh Châu bị tức phát khóc rồi. Nói đủ chưa? Nói xong rồi thì nhanh cút đi. Đình đình không muốn nhìn thấy hai người đâu. Giang Minh Châu trợn to đôi mắt. Sâm ca, anh đang nói cái gì vậy? Trước đây có thể hiểu, anh vẫn chưa thích nghi được. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Đã qua nhiều ngày như vậy rồi. Vương Hạo thấy Giang Minh Châu bị oan, không nhịn được mà lập tức đấm vào mặt của Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm, anh bị điên hả? Sao anh có thể làm như thế với Giang Minh Châu? Đồ khốn nạn vô ơn. Nghiêm Sâm dùng đầu lưỡi liếm vào bên bị đấm, một tay đấm ngược lại anh ta. "Tao nói rồi, Ninh Ninh không muốn nhìn thấy cái mặt hai người. Có gì khó hiểu sao? Nếu tao còn nghe thấy các người nói xấu Ninh Ninh một lần nào nữa, thì tao sẽ không bỏ qua đâu." Nghiêm Sâm ra tay tạm nhẫn, Vương Hạo cũng không kèm. Giang Minh Châu hét lên ngăn hai người bọn họ, nhưng lại không dám tới gần. Mãi cho tới khi vệ sĩ tới ngăn cản, hai người bọn họ mới chịu dừng lại. Phương Hảo nhổ ra một vụ máu trên mặt đất. Nghiêm sâm, coi như anh tạm nhẫn. Nghiêm sâm chỉnh sửa lại trang phục, nhìn hai người bọn họ như người xa lạ. Đừng để cho tôi điều tra ra cái chết của Ninh Ninh có liên quan đến hai người, nếu không... Không cần anh nói hết, cả hai người đều biết lời tiếp theo của anh sẽ là gì. Ba ngày sau, tên giết người được xác định là tên quản gia và người làm vườn. Lúc cảnh sát tìm tới thì phát hiện hai tên đã bỏ trốn ra nước ngoài rồi. Nghiêm Sâm liền đích thân đưa người qua nước ngoài tìm. Hai tên giết người khi bị tìm thấy đã bị Nghiêm Sâm đánh cho gần chết. Mãi đến khi hai tên này tiết lộ cái đứng đằng sau, Nghiêm Sâm mới dừng lại. Hai tên này vẫn chưa thể chết được, vẫn cần phải đứng ra để xác định danh tính. Sau khi về nước, Nghiêm Sâm dẫn theo cảnh sát đến Giang Gia. Khi nhìn thấy Nghiêm Sâm Giang Minh Châu nghĩ rằng anh đến để xin lỗi. Nghiêm Sâm, anh đến đây để xin lỗi em có phải không? Em nói cho anh biết, lúc trước anh đối xử như vậy khiến em rất tức giận nên sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho anh đâu." Nghiêm Sâm hỏi, "Mẹ cô đâu?" Giang Minh Châu không hiểu anh ta đến tìm mẹ cô để làm gì, nên theo bản năng chỉ tay lên tầng 2. Sau đó Giang Minh Châu nhìn thấy một số cảnh sát đi theo Nghiêm Sâm lên tầng 2. "Nghiêm Sâm, anh đang làm cái gì vậy?" tại sao anh lại bắt mẹ em giang minh châu nhìn thấy mẹ cô ta bước ra ngoài với hai tay bị còng nghiêm sâm vớt lờ lướt qua giang minh châu rồi lái xe đi theo cảnh sát trở lại đồn cảnh sát nghiêm sâm đề nghị được tham gia thẩm vấn trần uyển tại sao bà lại giết vợ tôi <laughs> cậu hỏi vì sao tôi lại giết tống chỉ ninh cậu không biết sao trần uyển cười nước mắt theo đó mà chảy ra bởi cô ta thích cướp người đàn ông của người khác giống hệt như mẹ của cô ta vậy nghiêm sầm cau mày không hiểu tại sao lại liên quan đến mẹ vợ của mình tôi cũng thấy lạ mẹ tôi đã mất nhiều năm như vậy rồi tại sao trần uyển lại nói về mẹ tôi như thế mẹ của tống chỉ ninh diệp nguyệt dung chính là một con điếm cả hai mẹ con nhà nó đều là điếm cả diệp nguyệt dung quyến rũ chồng tao khiến những năm gần đây ông ta chỉ quan tâm đến những thứ mà con khốn đó để lại sau khi chết đi khiến tao phải sống như một quá phụ. Diệp Nguyệt Dung cướp chồng của tao, bây giờ con gái của nó lại cướp cậu khỏi Minh Châu. Trần Uyển sắc mặt âm trầm mà nói, nếu mẹ con bọn họ giống nhau như vậy, tao đương nhiên muốn để cho bọn họ được đoàn tụ rồi. Đàn ông các người có mới nới cũ, các người cứ nói yêu đến không thể nào thoát ra, nhưng chồng nháy mắt lại yêu người phụ nữ khác. Tuy rằng cậu nói không thích Tống Chỉ Đinh, nhưng khi cậu dẫn cô ta đi dự tiệc, ánh mắt không hề rời khỏi cô ta cho nên khi minh châu nói muốn kết hôn với cậu ta đã lên kế hoạch để sắp xếp mọi thứ xong xuôi là sao chứ nghiêm sâm đã nhìn tôi không rời ư ừ. tôi nhớ lại lúc anh ta đưa tôi ra ngoài tất cả những gì tôi có thể nhớ là anh ta chế nhạo tôi nghiêm sâm nghe xong thì siết chặt hai tay lại chỉ vì nguyên nhân này ư ừ. trần uyển bìm cười và gật đầu tất nhiên những người vô tâm như cậu nên sống trong nỗi đau mất người mình yêu cả đời diệp nguyệt dung đã quyến rũ chồng tao nên tao đã giết cô ta bây giờ tống chỉ ninh quyến rũ người mà con gái tao thích tất nhiên tao cũng sẽ giết cô ta bà ta đã giết mẹ tôi sau khi mẹ tôi mất tôi mới có 5 tuổi tôi đã không nhớ rõ về bà trần uyển đã thú nhận tội ác của mình vụ án sớm kết thúc vì vụ án của trần uyển chú giang đã yêu cầu giang minh châu kết hôn với vương hạo để cô ta không thể nối lại tình cảm cũ với nghiêm sâm. Vương Hạo trước đây thực sự rất thích Giang Minh Châu, nhưng ngay sau khi kết hôn, anh ta bắt đầu lộ ra thói trăng hoa của mình. Cuối cùng thì Giang Minh Châu không thể chịu đựng được việc người đàn ông cô thích và thích cô đều rời bỏ mình. Vậy nên đã đi theo con đường của Trần Uyển, tự tay giết chết Vương Hạo và vào trại giam đoàn tụ với Trần Uyển. Ngay sau khi Trần Uyển bị bắt, nghiêm sâm đã thành lập một quỹ từ thiện mang tên tôi để giúp trẻ em nghèo miền núi học tập khi tôi còn sống tôi đã từng nói với anh ta rằng tôi muốn trở thành một người giáo viên nhưng khi đó anh ta không đồng ý thậm chí chế nhạo tôi diễn kịch quá nhiều tôi không hiểu vì sao kẻ giết người đã bị bắt và mọi thứ đã được giải quyết nhưng tôi vẫn chưa thể rời khỏi nghiêm sâm nhìn nghiêm sâm khóc vì tôi mỗi ngày đầu tôi à không toàn thân tôi đều không khỏe ba năm sau khi trần uyển bị bắt nghiêm sâm đến bộ của tôi ninh ninh xin lỗi hình như anh không thể nhịn được nữa rồi anh thật sự rất nhớ em mãi đến khi em chết đi thì anh mới phát hiện ra rằng anh đã yêu em nhưng anh cũng nhận ra anh không thể bảo vệ được em mấy năm nay mỗi ngày trôi qua anh đều như đã chết anh ta lại khóc những năm qua nghiêm sâm đã khóc rất nhiều Tôi ước gì anh ta vẫn đối xử tàn nhẫn với tôi, để tôi không chán ghét anh ta như bây giờ. Ninh ninh, anh rất nhớ em, anh đi tìm em nhé. Những lời của nghiêm sâm khiến tôi cảm thấy không ổn. Giây tiếp theo, nghiêm sâm lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, hôn lên bức ảnh trên biên mộ của tôi, rồi tự cắt cổ tay của mình. Tôi không biết liệu nghiêm sâm có chết hay không, nhưng anh ta thực sự có thể nhìn thấy tôi. Anh ta phấn khích bò về phía tôi đứng tôi lùi lại vài bước đôi mắt anh ta đỏ hoe ninh ninh em còn trách anh sao trách anh trước đây đối xử tệ bạc với em trách anh luôn bỏ qua ý tốt của em trách anh hại em có đúng không vừa nói anh ta vừa dạch vết thương lần nữa như muốn đưa vết thương ra để chứng minh với tôi vậy ninh ninh để anh đi cùng em có được không về sau nhất định anh sẽ xin lỗi em chờ đến khi em tha thứ cho anh để anh chạm vào em được không Giọng nói của anh ta rất tử tốn và chân thành, nhưng tôi không cảm động một chút nào cả. Tôi nói với anh ta, nghiêm sâm, trong những năm qua, kể từ khi tôi chết, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh. Người của nghiêm sâm bỗng cứng lại. Tôi tiếp tục nói, khi ở bên cạnh anh, tôi nghe thấy anh nói với Vương Hạo rằng anh không thích tôi. Nói tôi là một người phụ nữ ham mê phủ phiếm và lòng dạ toan tính, tôi cũng thấy cả việc anh hôn Giang Minh Châu trước mặt mọi người. Nghiêm sầm nhớ ra gì đó và cầu xin tôi đừng nói nữa. Tôi mặc kệ. Sau đó tôi nhìn thấy anh và Giang Minh Châu vào phòng. Nhìn thấy anh hôn cô ta từ cửa đến trên giường. Thấy anh hôn khắp người cô ta. Lúc đó tôi nghĩ anh thật ghê tởm. Nghiêm sầm hai mắt đỏ ửng giống như muốn sụp đổ. Dừng lại, đinh ninh, dừng lại đi, anh sai rồi, anh sai rồi bà, dừng lại đi, nghiêm sâm anh quá bẩn tôi không muốn gặp lại anh anh đừng làm bẩn đường đi xuống hoàng tuyền của tôi được không tôi van xin anh đó nghiêm sâm giản dụa nước mắt được ninh ninh anh đáp ứng với em anh sẽ không làm bẩn con đường đi xuống hoàng tuyền của em tôi thấy sau khi nghiêm sâm nói xong cơ thể tôi bắt đầu tiêu tan vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi tôi thấy nghiêm sâm bấm số một hai mươi chúc mừng ký chủ trải nghiệm thành công tôi dường như nghe thấy âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống trong khi ý thức đang mơ hồ tôi nhớ mình là người trải nghiệm cốt truyện tôi thông qua một hệ thống do một công ty phát triển để tiến vào tiểu thuyết tự động nhập vào và phát triển cốt truyện mọi thứ tôi trải nghiệm trong thế giới đó đều sẽ được phát sóng trực tiếp đến thế giới thực tại chỉ cần có một lượng khán giả nhất định đạt được sự hài lòng tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền sau khi trải nghiệm xong, mọi cảm xúc trong thế giới tiểu thuyết trước đó sẽ được tiêu trừ. Có người hỏi tôi, cảm thấy thế nào về nghiêm sâm? Tôi nói, bạn cảm thấy thế nào về một tên cha nam trong thế giới ảo? Tôi cũng không để ý đến kết cục của nghiêm sâm, bởi vì tôi còn một tương lai sán lạn, cần gì phải để ý đến một gã thậm chí còn không tồn tại. Tỉnh lại sau tai nạn, tôi bỗng dưng có một người vợ, người tôi thích là Minh Châu, chứ không phải là người phụ nữ tên Tống Chí Ninh này. Cho dù cô ta có đối tốt với tôi, chăm sóc tôi tỉ mỉ chu đáo, thì đối với tôi mà nói, cô ta chỉ là nữ nhân xấu chiếm đi vị trí của Minh Châu. Tôi luôn có thái độ không tốt với cô ta, với mọi việc làm của cô ta đều coi như không thấy. Lúc đi ra ngoài uống rượu với Vương Hạo, anh ta mang theo một người con gái không nằm trong vòng bạn bè của chúng tôi. Cô ta vừa gặp tôi, hai mắt liền sáng lên. Ánh mắt này trước đây tôi đã thấy rất nhiều. Vốn muốn bảo Vương Hạo dẫn cô ta đi, nhưng cô ta lại dùng khuôn mặt tùy thân mà nhìn tôi. Cô ta nói, vốn dĩ cô ta mới là vợ của tôi, là Tống Chỉ Ninh nhân lúc mẹ tôi đến Tống Gia đã sắp xếp một người nam nhân nằm trên giường cô ta. Vì vậy, mẹ tôi nhìn thấy lập tức quyết định chọn Tống Chỉ Ninh làm vợ của tôi. Sau đó cô ta nói thêm, Thật ra Tống Chỉ Ninh có một người bạn trai đã qua lại nhiều năm, nhưng trong nhà không có tiền. Cho dù tôi có không tỉnh lại, nhưng tiền trong nhà tôi đưa cho Tống Chỉ Ninh có thể khiến cho cô ấy cả đời không lo cơm áo. Sau này, Vương Hạo còn nói, mẹ tôi không thích Minh Châu, không cho cô xuất hiện bên cạnh tôi. Chu Giang không còn cách nào khác đành cho cô ta ra nước ngoài du học. Khi Minh Châu xuất ngoại đã khóc không ngừng. Tôi tin rồi, vì mẹ tôi luôn không thích Minh Châu. Mẹ tôi cho rằng thứ Minh Châu thích không phải là bản thân tôi, mà là thân phận thiếu phu nhân nhà họ nghiêm. Tôi không tin, tôi chuyển sự bất mãn của mình với mẹ lên người của Tống Chỉ Ninh. Vì vậy, lúc tôi uống say, Tống Chỉ Ninh qua đây chăm sóc tôi. Tôi động thủ đánh cô ấy. Tôi mắng cô ấy là đồ rẻ tiền, bảo cô ấy cút đi. Cô ấy chầm mặc tiếp nhận sự trời rủa từ tôi. Cô ấy muốn giải thích, nhưng tôi không muốn nghe cô ấy ngụy biện lâu dần cô ấy đơn giản chính là không giải thích nữa tôi cố ý bày đầy ảnh tôi chụp chung với minh châu ngoài phòng khách khiến cô ấy ngày nào cũng có thể nhìn thấy lúc tôi tình cờ nhìn cô ấy có thể nhìn thấy đáy mắt cô ấy chứa nỗi buồn nhàn nhạt, nhạt nhưng tôi coi như không thấy sau một năm tôi đã quen có sự tồn tại của cô ấy hình như tôi cũng không có quá nhiều sự bài xích cô ấy sau một lần say rượu tôi bế cô ấy lên giường. Lúc bắt đầu cô ấy không tình nguyện, nhưng sau đó tôi bắt đầu chào phúng cô ấy. Cô chiếm vị trí của vợ tôi, thực hiện chút nghĩa vụ vợ chồng mà thôi, giả vờ cái gì. Sau đó cô ấy không phản kháng nữa. Lúc đó tôi nghĩ rằng cô ấy thật sự rất biết cách ra vẻ, rõ ràng rất thích tôi động chạm vào cô ấy, cứ muốn giả vờ như mình còn trong sạch vậy. Tôi rất bất ngờ khi đây là lần đầu tiên của cô ấy không nghĩ đến cô ấy yêu đương đã lâu như vậy mà vẫn là lần đầu. Từ lúc đó tôi yên tâm thoải mái mà ngủ cùng giường với cô ấy. Tôi cho rằng chúng tôi cứ bình bình đạm đạm mà sống chung. Nhưng đến năm thứ ba, sau khi chúng tôi kết hôn, Vương Hạo nói với tôi, Minh Châu sắp về trước. Anh ta nói với tôi, Minh Châu những năm này đều độc thân, nhưng biết tôi đã kết hôn nên không dám liên hệ với tôi. Cô ấy vẫn còn yêu tôi tôi với minh châu là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau lúc học cao trung tôi đã cùng nhau trước khi tôi bị tai nạn xe thì đã chuẩn bị tốt cầu hôn với cô ấy nhưng hiện tại tôi đã có tống chỉ ninh mặc dù tôi không thích cô ta nhưng cô ta xác thực là vợ của tôi lúc tôi ở thư phòng nhìn thấy ảnh tôi và minh châu chụp chung tống chỉ ninh đưa cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn phản ứng đầu tiên của tôi là hoảng loạn Mặc dù tôi không biết tại sao lại như vậy. Tôi bắt đầu tức giận. Hôn nhân mà cô ấy tính toán dựa vào đâu cô ấy muốn đi thì đi. Lúc đó tôi cùng với cô ấy đã cãi nhau một trận. Tôi đóng sập cửa đi ra ngoài. Lúc tôi cùng Vương Hảo uống rượu, tinh thần tôi không ổn. Giống như có chuyện xấu nào đó đang xảy ra vậy. Tôi đang tức giận. Thì nghe thấy Vương Hạo hỏi, có phải tôi đã thích Tống Chỉ Ninh không? Tôi lập tức bác bỏ. Tôi với cô ta sao? Làm gì có chuyện đó, cậu sẽ thích một người đàn bà ham hư vinh, tính toán cậu sao. Thật ra tôi nói xong thì liền thấy hối hận, bởi Tống Chí Ninh đã cùng tôi nhiều năm như vậy, rất ít khi tiêu tiền của tôi, cho dù có dùng thẻ mà tôi đưa cho cô ấy thì cũng mua đồ cũng là để mua đồ cho tôi. Sau này, lúc Minh Châu ôm tôi, tôi đã đẩy cô ta ra, nghĩ đến lời Vương Hạo nói, Minh Châu lúc nào cũng nghĩ đến tôi, tôi luyến tiếc rồi sau cùng minh châu hôn tôi tôi không có từ chối có lẽ là không cam tâm không cam tâm cô gái tôi thích nhiều năm lại không có duyên với tôi khi minh châu đề xuất đi khách sạn tôi do so dự nhìn thấy nước mắt của cô ấy tôi đau lòng rồi đến khách sạn vừa bước vào cô ấy lập tức hôn tôi tôi đáp lại đến bước cuối cùng thì tôi nghĩ đến tống chỉ ninh tôi lập tức đứng dậy Bình Châu hỏi tôi tại sao không tiếp tục. Tôi nói tôi không muốn cho cô làm nhân tình. Hồi đó mẹ tôi vì ba ngoại tình mà mắc chứng trầm cảm, không quan tâm hỏi han đến tôi. Về đến nhà, nhìn căn biệt thự tối đen, tôi rất không quen. Bởi mỗi lần tôi về nhà, Tống Chí Ninh đều mở điện, ngồi trên sofa trong phòng khách, chờ đợi tôi. Thấy tôi về, cô ấy liền hỏi tôi có đói không? Cô ấy không ở đây, và đứng đầu tiên của tôi chắc chắn là hôm nay tôi với cô ấy cãi nhau, tức giận nên về nhà mẹ đẻ rồi. Mặc dù tôi rất nhớ cô ấy, nhưng tôi không muốn đến Tống ra tìm cô ấy. Gửi tin nhắn cho cô ấy hỏi cô ấy đi đâu. Không nghĩ đến Tống chỉ ninh trước đây lập tức trả lời qua mười mấy phút, cùng không thấy đáp lại. Tôi gọi điện thoại cũng không thấy nghe. Lần đầu tiên bị người khác đối đãi như vậy, tôi liền tức giận, trực tiếp lên giường đi ngủ. Nửa đêm tỉnh lại, tôi cảm thấy có chút đói vô thức gọi tên tống chỉ ninh nhờ cô ấy giúp tôi nấu một bát mì không nhận được hồi âm mở đèn lên mới nhớ ra tống chỉ ninh không ở nhà vì thế tôi ôm cái bụng đói nằm trở lại ngày thứ hai tỉnh lại vươn tay cũng không lấy được cốc nước ấm như mọi ngày tìm rất lâu cũng không tìm được bộ quần áo để mặc tôi gọi điện thoại cho cô ấy vẫn không có người nghe tôi đem theo tức giận đến công ty bảo trợ lý tạm dừng hợp tác với tống ra như vậy tống chỉ ninh sẽ quay lại xin lỗi tôi đến lúc đó tôi nhất định sẽ làm khó cô ấy tôi đợi ba ngày cũng không đợi được tống chỉ ninh quay lại giữa chừng cũng gọi rất nhiều cuộc điện thoại như cũ không có người nghe mãi đến khi bố của tống chỉ ninh đến tìm tôi tôi nói với ông ấy bảo tống chỉ ninh quay lại thì sẽ tiếp tục hợp tác nhưng ông ấy nói với tôi tống chỉ ninh không về nhà mẹ đẻ tôi có chút hoảng sợ. Sau đó lại cảm thấy là do Tống Chỉ Ninh hợp tác với bố cô ấy muốn tôi nhượng bộ để dành nhiều lợi ích hơn cho Tống Gia. Nhưng tôi không muốn cúi đầu trước, thế nên bắt Tống Gia ép cô ấy quay lại. Liên tiếp ba ngày không gặp được Tống Chỉ Ninh, tôi rất không quen, cũng tăng thêm sự bực bội. Sau đó Vương Hạo cùng Minh Châu đến, nhìn thấy cô ấy tôi dường như cũng không vui như tôi tưởng tượng so với cô ấy tôi càng muốn gặp tống chỉ ninh minh châu mua cho tôi bữa sáng mà trước đây khi còn đi học tôi thích ăn nhất tôi ăn vài miếng liền thấy rất ngấy đã quen mỗi sáng ăn đồ tống chỉ ninh làm ăn cái này luôn cảm thấy khó nuốt nhìn thấy vương hạo và minh châu tôi càng cảm thấy phiền hơn vừa lúc tôi có cuộc họp tạm thời rời khỏi phòng làm việc ra ngoài liền nghe thấy nhân viên đang trong giờ làm mà nói chuyện về không liên quan đến công việc tôi liền khó chịu với các nhân viên nhưng không biết vì sao tâm tôi có chút loạn sau đó nhận được điện thoại của cục cảnh sát nói với tôi tống chỉ ninh chết rồi phản ứng đầu tiên của tôi là không tin đồ lừa đảo tống chỉ ninh sao có thể chết được tắt điện thoại xong đến cả nhân viên báo cáo nội dung trong cuộc họp tôi cũng không nghe vào tôi liên tục nhìn điện thoại hy vọng có thể nhận được điện thoại của Tống Chỉ Ninh. Sau đó, nhận được điện thoại của Tống Gia gọi đến. Ông ấy cũng nói với tôi, Tống Chỉ Ninh chết rồi. Tôi cảm giác như tim mình bị ai đó bóp chặt, loạn choạng suýt chút nữa thì ngã xuống. Lúc sau, tôi lái xe đến cục cảnh sát. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch sưng phù của Tống Chỉ Ninh, cô ấy an tĩnh mà nằm ở đó. Cũng không còn giống như trước mà gọi tôi nữa. Sau đó, cảnh sát nói với tôi, cô ấy là bị người ta hại chết, còn là bị hại chết ở nhà của chúng tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác bản thân mình không thể thở nổi. Nếu như ngày hôm đó tôi không ra ngoài, Tống Chỉ Ninh có lẽ sẽ không chết. Lúc cô ấy bị người ta sát hại tôi đang làm gì? Tôi nhớ ra rồi, hình như tôi đang cùng Minh Châu hôn nhau, đi thuê phòng khách sạn. Tôi cảm thấy bản thân thực sự là tên xúc vật. Về đến phòng, đầu đầu cũng xuất hiện dấu vết của cô ấy. Tôi tham lam mà hít người mùi hương còn lưu lại của cô ấy trên gối đầu. Lúc này, tôi mới lớn tiếng mà khóc, mới hiểu. Thì ra, tôi đã thích Tống Chỉ Ninh từ rất lâu, nhưng tôi không dám thừa nhận. Bản thân là người kiến dị tư thiên, một mực nhấn mạnh tôi ghét cô ấy. Minh Châu cùng với Phương Hạo đến tìm tôi, Họ đang ở trong phòng của tôi cùng với Tống Chỉ Ninh thảo luận về tương lai của tôi và Minh Châu. Tôi vô cùng tức giận, đuổi họ ra ngoài. Đây là nơi có hơi thở của cô ấy, không thể để cho người ngoài phá hoại. Tôi ở trong phòng ba ngày, cái gì cũng không muốn làm. Thậm chí còn nghĩ cứ như vậy mà chết đi. Ít nhất có thể đi gặp Tống Chỉ Ninh để xin lỗi cô ấy. Người mẹ xưa nay vốn không quản tôi, bỗng nhiên xông vào, bạn đem chân tướng của cuộc hôn nhân này nói cho tôi biết. Căn bản không phải như Tống Chỉ Lan nói. Lúc này tôi mới hiểu. Thì ra tôi đã hiểu lầm Tống Chỉ Ninh nhiều năm như vậy. Tôi đột nhiên thông suốt. Cho dù muốn đi tìm Tống Chỉ Ninh, cũng phải tìm cho ra hung thủ đã sát hại cô ấy. Tôi chỉnh đốn lại bản thân. Tính đi Tống ra, đem về toàn bộ đồ dùng của cô ấy. Cũng là đi rồi mới biết. Thì ra mấy năm nay, Tống Chỉ Ninh sống không hề tốt thậm chí cô ấy còn không có phòng của bản thân mình nữa đồ của cô ấy bị vứt đi tùy tiện cha của cô ấy thì vì lợi ích còn muốn cho đứa con gái ngoài giá thú thay thế tống chỉ ninh tôi để trợ lý chấm dứt mọi hợp tác với tống ra đồng thời tuyên bố cắt đứt mọi con đường sau này sau này tôi nghe nói tống chỉ lan bị đem lên giường của một người đàn ông đáng tuổi ông nội bị tra tấn đến chết còn bố của ninh ninh cùng vợ của ông ta quen cuộc sống của người có tiền tham ăn lười làm về sau bị chết đói ở đầu đường gió chợ cảnh sát bắt được kẻ giết người đứng đằng sau tôi không nghĩ đến đó lại là trần uyển quý thái thái một người không có chút quan hệ nào với tống chỉ ninh về sau cô ta nói vì tôi nên mới ra tay giết tống chỉ ninh tôi hận không thể giết chết bản thân nếu không phải là do tôi tống chỉ ninh sẽ không vô cớ mà chết về việc Trần Uyển nói, mẹ vợ tôi dụ dỗ chồng cô ta là vô căn cứ. Có điều do mẹ vợ quá ưu tú, chú Giang tâm sinh ái mộ. Từ đầu đến cuối đều là chú Giang suy nghĩ viền vông. Bắt được hung thủ, Tống Chỉ Ninh có thể nhắm mắt rồi. Ba năm sau, tôi một mình đi thăm cô ấy. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Chỉ là tôi đã không thể gặp được cô ấy nữa. Chấp niệm với cô ấy dày vò tôi ngày đêm. Tôi tính đi gặp cô ấy, cho dù cô ấy không tha thứ cho tôi tôi cũng mặt dày mà ở lại bên cạnh cô ấy nhưng tôi không nghĩ đến cô ấy nói với tôi cô luôn ở bên cạnh tôi nhìn thấy tôi phản bội cô ấy cô ấy chê tôi bẩn không muốn nhìn thấy tôi nữa bảo tôi đừng làm bẩn con đường hoàng tuyền của cô ấy tôi thực sự sợ cô ấy tức giận vì vậy tôi không muốn chết nữa tôi không thể làm bẩn đường đi của ninh ninh sau khi được cứu tôi không dám tự sát nữa cũng vĩnh viễn không nhận được sự cứu rỗi. Đến năm 60 tuổi, tôi cô độc chết đi. Trước khi chết, tôi đem tất cả tiền đi quyên góp, hy vọng dùng chút công đức này mà đổi lấy cơ hội gặp Tống Chỉ Ninh thêm một lần nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong một bộ truyện thuộc thể loại xuyên không hệ thống rất hay mang tên Lấy vợ 3 năm, chỉ khi cô ấy rời đi, tôi mới biết bản thân yêu vợ đến nhường nào qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.